quý vị và các bạn, hôm nay trong cái tiết mục trả lời bạn đọc thì tôi cố gắng chuyển những cái thuật ngữ rất là cơ bản nhất để đến quý vị và các bạn. Câu hỏi của vị bạn đọc của dân ta phải biết đục ta là gây thương tích 2%, có đơn tố cáo thì mức hình phạt đó như thế nào vậy chị? Việc cố ý gây thương tích mà giám định tỷ lệ thương tổn cơ thể là 2% và có đơn tố cáo thì mức hình phạt theo quy định của luật mới nha bạn. Tôi nghĩ rằng là vì bạn mới hỏi tôi cho nên tôi nghĩ rằng nó rơi vào trường hợp của bộ luật hình sự năm 2015 mà mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tôi đọc cho bạn nha. Thì trước tiên, trước khi mà đọc những cái quy định của pháp luật thì bạn đúng đó. Nếu trong trường hợp có xảy ra hành vi cố ý gây thương tích và tòa và các cơ quan tiến hành tố tụng đã thu thập chứng cứ, đồng thời đưa cái người bị hại đi giám định tỷ lệ thương tổn cơ thể và bạn cũng đã có cái giám định tổn thương cơ thể là 2%, thì chắc chắn rằng là cái việc này không nằm trong cái quy định của pháp luật, là và bạn cũng đã có một cái đơn tố cáo đến tòa. Thì trong trường hợp này, theo cái quy định của điểm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác thì có tổng cộng bạn ạ, có tổng cộng là 6 khung hình phạt. Tuy nhiên thì thông thường tùy theo cái hình phạt, cái hành vi phạm tội rơi vào tỷ lệ thương tổn cơ thể thì tòa án sẽ có những cái mức hình phạt. Bạn hỏi với lại chương trình là gây thương tích 2% có đơn tố cáo thì mức độ phạt như thế nào vậy chị? Tôi đọc cho chị, cho quý vị nghe nha. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp sau đây thì phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trả lời quý bạn đọc nha. Nếu như trong trường hợp này thì chúng ta sẽ mức hình phạt mà cao nhất là 3 năm, mà mức hình phạt thấp nhất có thể là 6 tháng. Tôi cũng có một trường hợp với tỷ lệ thương tổn cơ thể là 6%. Tuy nhiên rằng là bản án của Tòa án Nhân dân mà tôi tham gia với mức hình phạt là 1 năm. Vì cái việc mà thương tích nó nằm ở ngay chỗ cái mắt, nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ, cho nên cái tỷ lệ như vậy nó sẽ ảnh hưởng. Và sau khi có cái đơn tố cáo thì lại thêm một lần nữa của người bị hại. Đây là những cái quy định mà pháp luật cho phép những người, nếu trong trường hợp tỷ lệ thương tổn cơ thể là 11% thì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiến hành điều tra, truy tố và xét xử. Tuy nhiên nếu trong trường hợp tỷ lệ thương tổn cơ thể là giám định nó là dưới, giống như trường hợp của bạn là 2%, thì phải có đơn tố cáo và mức hình phạt trong trường hợp này là từ 6 tháng đến 3 năm. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng là chúng ta, chương trình này cũng sẽ là một cái cầu nối giữa bạn với những chuyên gia về pháp luật, và sẽ có một trả lời những cái câu hỏi một cách nhanh chóng, kịp thời, phục vụ quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.